Rồi, hello anh em. Giới thiệu cho anh em hai cây cưa hốc khó ha. Hai cây lưỡi thì nguyên zin hết ha. Một cây thì 10 lưỡi 16 phân rưỡi và cây là lưỡi 21 nha anh em. Đó, hai cây thì lưỡi nguyên zin. Cực kỳ bén luôn ha. Hai cây hốc khó. Và một cây cán gỗ size 18 ha. Size lưỡi là 18. Cây này còn nguyên zin ha. Anh em nhìn cái cây cái cưa là biết rồi, còn như mới luôn ha. Cực kỳ bén luôn. Cây này là lưỡi nhuyễn nha anh, lưỡi nhuyễn ha. Nói về lưỡi nhuyễn thì cái dũa anh mua thì nó tầm là size dũa 75 nha. Mình còn là đây cũng không có anh em nào đặt cọc một cây rồi. Thì nay mình còn 4 cây nè. Đây. Đây 4 cây như mới luôn. Cái này mua được một cái lô, nó nằm trong một cái bọc ha. Đó, được lô nha, mới tinh luôn. 75 cm nha, 75 cm. Chiều dài 75 ha. Đây. Đó, 75. Anh em đóng cái cán vô là nó tầm đâu đó nó rơi vào cũng phải gần 20 ha, mười mấy gần 20. Thì khi mà anh em cầm cái cán dài là anh em dũa cái dao động đó, nó nhanh hơn. Còn anh em cầm về anh em dũa nó không có được đâu. Mình phải đóng cái cán gỗ vô ha. Còn nó bán thì nó lưỡi Nhật thì nó bán nguyên lưỡi vậy á, nó ít có cái cây mà có cán. Thường thường những cây có cán nó nằm bọc ha, nó nằm trong cái bao. Nằm trong cái bao như cái cạp này. Rồi, tiếp theo là một cây cây hốc khó ha. Cây này thì lưỡi ngắn. Cây này lưỡi nó 10 phân. Cây này cũng cưa hốc khó nhưng mà cây lưỡi ngắn ha, cái lực nó mạnh hơn. Và một cây cây này là cây cũng có Nhật đây nhưng mà cái chữ cái cây này cái hiệu này thì mình mới gặp đầu tiên ha. Cái này cái mẫu này thì nó như mẫu ARS vậy đó. Nói chung cây này thì lưỡi nó cực kỳ bén luôn ha, bén ghê lắm. Này anh em dũa được những cái tầm mà dũa tầm 125 là anh em dũa ok luôn nha. Đó. Cái dòng lưỡi này nó giống như cái kiểu lưỡi của cái cây 120 118 18 mm á, ha. Răng này răng trung. Rất là giống cái ARS luôn. Rồi. Tiếp theo là cây Tajima ha, cây Tajima, cây này thì lưỡi nguyên zin rồi, cái này thì clip mình đăng nhiều clip rồi, nha. Này còn một cây Tajima đó, cây size lưỡi 21 nha nè, và cây Hunter ha, cây Hunter này thì lưỡi là lưỡi 240, cũng cực kỳ bén nha. Cưa bên mình anh em mua thì anh em yên chí, anh em cứ nhận hàng kiểm tra thoải mái, không sao hết. Tại mình bán mình cam kết cho anh em là hàng lưỡi còn nguyên zin hết, xài được hết. Còn mà những anh em nào muốn mua mà những cưa mà về để dũa lại nha thì mình còn một số cưa cán gỗ bán cho anh em 50k một cây thôi. Cũng có một số cây là mình vẫn cưa được nhưng mà nó không có được béo. Thì anh em nào mà muốn về dũa thì anh em báo mình ha, thì mình sẽ để cho anh em mua bao nhiêu cây cũng có hết. Hiện tại mình hình như một thùng luôn. Mình lựa từng những cái cây mà còn nguyên zin á mình bán hết, còn mấy cây đó thì những anh em nào hỏi thì mình sẽ đưa nha. Rồi tiếp theo là hai cây đục ha, hai cây đục bằng, một cây 2 phân và một cây 2 phân rưỡi nha nè. Cây lưỡi này 2 phân ha và một cây lưỡi này 2 phân rưỡi ha. Chiều dài thì nó là hai cây, một cây 25 và một cây 26, thì nó chênh lệch không bao nhiêu ha. Đây cây 26 năm này trên lệch nhau 1 phân, lưỡi thì nguyên zin hết nha, cái này lưỡi thì như mới rồi.
trục bằng nha anh, trục bằng một cây 2 phân, cây 2 phân rưỡi ha. Đồ thì nay cũng ít hết đồ rồi, có gì bán lấy thôi, bán chừng nào hết thì thôi. Rồi tiếp theo là một cây bổ tùng size 27 nha nam, cây bổ tùng size 27 đó. Cây này thì gam thép, còn em nhìn cái cán còn đen rất là đẹp luôn ha, lưỡi nguyên zin luôn, chưa có mài sửa, chưa cốt kiết là chưa lỏng gì hết đó. Hà ly thì hở cả khúc luôn ha, size 27 nha nam. Đó, bữa hôm anh ăn chê Okasuna, bữa nay hỏi không còn một cây. Rồi mình lên nam hai cây ha, một cây vàng là vàng đen và một cây vàng đỏ. Cái này thì size 18 hết nha nè, cây vàng đỏ vàng đen này là size 18 này, cái này cũng size 18 luôn ha. Đó. Hai cây này á thì lưỡi thì còn nguyên zin hết nha, đây lưỡi nguyên zin, chưa có mài sửa gì hết, nhưng mà nó cắt giấy thì ok nha. Nói chung mà mình cắt giấy ok thì anh em cứ về anh em xài là được rồi, còn anh em nào mà muốn bé hơn nữa thì anh em cứ nói mình, mình sẽ mod lại cho anh em một tí ha. Còn nói chung mà cắt được vậy là ngon rồi nè, cắt được vậy anh em về anh em cắt thoải mái rồi, còn những anh em nào khó tính thì mình mod một tí cho nó mỏng lưỡi tí nữa ha. Đó. Rồi cây vàng đỏ vàng đen ha, size 18 và cây vàng đỏ ha, cái này cũng size 18 luôn. Nói chung mấy cây này thì anh em về anh em làm thoải mái luôn, khỏi phải suy nghĩ gì, cắt rễ cắt đồ diễn được, rẻ mà. Đây như cái cây này thì lưỡi anh em thấy này, chưa có mài hết ha. Chưa mài. Cái này thì cái cán nó hơi bị bể đây thôi ha. Đó, cái này mà anh em nào lấy thì lấy cho anh em 200 luôn cũng được nè. Còn cây cuối cùng á, à có một cây a rẻ ha, mình mà dọn rồi. Đây, cắt cực kỳ ngon luôn. Nếu như mà anh em nào lấy thì về xài thì rất là bình thường luôn, bởi vì mình dọn cái lưỡi rồi ha. Đây. Lưỡi dọn rất là bén luôn. Là anh em nhìn cái dấu của lưỡi cũ ha, đây, nó có một cái dấu này. Thì anh em so sánh này nha. Đó. Nó hụt không bao nhiêu hết nha anh em. Đó. Anh em thấy cái độ hụt của nó, hụt lưỡi hao lưỡi không? Đó, chưa tới được nửa ly nữa ha. Thì nói chung mấy cây này thì anh em cứ về việc là xài thôi nha, để anh em 200 ngàn. Đó, cây a rẻ cán cán ngà ha, cây đời đầu 200 nha. Rồi tiếp theo là một cây mẫu B, nay mình được 4 cây mẫu B ha, 4 cây mẫu B đẹp luôn. Thì 4 cây này là đều tất cả còn nguyên zin nha. Rồi, trước tiên là hai cây mẫu B ha, hai cây mẫu B này anh em nhìn lưỡi còn nguyên zin này ha, đó, ốc ít rất là đẹp ha, chưa tháo ha, cái này cũng vậy luôn ha, này lưỡi rất là đẹp luôn, mọc nước đầy đủ ha, đó. Ốc chưa tháo luôn ha, cái này thì nói chung là nó hơi nặng, nó nặng hơn so với cái cây này. Size 20 nha anh, size 20. Mấy cây này thì nguyên zin hết. Ngày qua bán được 4 cây là mài lưỡi ha anh. Có những anh em nào mà mua thì anh em nói mình sẽ bỏ ra nửa tiếng mình ngồi mình dọn lưỡi cho. Đó, thì hôm qua là bán được 4 cây mẫu B cho những anh em về mà anh em đi làm mai vàng á, anh em cắt với rễ với đồ á. Đó, mình bán 250, 250 cây. Mẫu B size 18 khóa da nha, khóa da còn cái khóa mà khóa sắt như vậy thì nó hơi căng hơi cao tí ha, 350 400 tùy cây, tùy tùy cái độ mòn của lưỡi nữa, mà hết hàng luôn rồi anh em ơi, hết hàng luôn ha.
cái hàng đó anh em về đi làm mai vàng rồi anh em cắt dưới đất dưới cát rồi nó không có sót ruột, tại nó rẻ tiền. Thì anh cắt, anh em cắt xong mới lục xong anh em mài lại cắt tiếp không sao. Còn mấy cây này thì mấy cây zin anh em xài cắt ở trên ha, cắt ở trên cành đó để nó cho nó xài cho nó bền, tại vì nó mắc tiền, dù sao nó cũng mắc hơn gấp đôi những cái cây mình mài miệng rồi ha. Rồi tiếp theo một cây mẫu B nữa ha, cây này thì đặc biệt chút là cái mộc nó rất là nhiều, 1 2 3 4 5 6 2 4 6 mộc ha, 6 cái chữ. Ở hồi xưa mấy nam nào mà thích càng nhiều mộc càng khoái đây. Cây này thì đặc biệt nó là cái má lưỡi nó mỏng ha. Đó, dòng này dòng mẫu B thì cây này còn nguyên zin luôn này. Đó, lưỡi còn nguyên zin. Cái này là cái những cái này là mình vệ sinh chưa sạch nha anh em, nó vậy á, nó chấm 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 vậy chứ. Chứ không phải là bị rỗ đâu nha. Anh em nhìn trên clip là không có đúng. Nó bị rỗ á thì cái độ bóng này không có ha. Nó bị rỗ là anh em nhìn không có thấy cái độ bóng. Cắt giấy rất là ngọt ha. Cái giấy này nó hơi bị nhai này, do là nó ẩm á nè, nó bị ẩm á, nó mỏng á, chắc nó hơi bị nhai à, nhưng mà kéo mình rồi bén thì nó sẽ bay đi hết ha, nó sẽ cắt được hết. Rồi cái này cái mẫu B luôn ha, cái này cũng size 20 luôn, size 20 luôn. Cái này thì được cái là lò xo zin của cái lò xo không sâu. À, nói về lò xo thì anh em cần lò xo nào thì anh báo mình nhé. À, lò xo 20 phân, 30 phân, à, 20, 3, 23, à. À, với lại là lò xo V. Đây, còn được hai cái lò xo V zin với lại ba cái lò xo sâu zin ha. Thì trong này nó có một cây là size 23 này, à, và còn lại là size 21 ha. Nên nào size nào thì báo mình ha. Lò xo zin thì nó sẽ mắc tiền hơn cái lò xo lô nhé. Lò xo lô thì mình bán 25, 30 ngàn cây tùy size. Còn lò xo zin là nó tới 50 ngàn nha nè. Cái lò xo zin á nó mỏng, nó thanh, nó mạnh hơn, nhưng mà nó cái nó mạnh lắm, nó bật, nó mạnh lên mạnh hơn cái lò xo lô. Rồi tiếp theo ha, một cây mẫu B nữa cực kỳ đẹp luôn ha, đẹp dã man con ngang. Cây này thì như mới, cây này á, là nó cũng nhiều clip lắm rồi đó, nhưng mà giá nó căng lắm nha nè. Cây này nói chung là hồi trước là mình nhập là 700 ngàn rồi, bán cho nên 750. Cây này là lúc trước nó có một cái hộp á, có một cái hộp mà mình đưa lên mà anh nói mà sao không để trong cái hộp á, tại vì nó bị nó mục á, cái nhựa của nó nằm ở ngoài nắng mà mưa miết, bắt đầu cái nhựa của nó vàng, nó từ trong mà nó chuyển sang màu vàng, bắt đầu nó mục thì thôi bỏ làm gì nữa. Nhưng mà nó cũng cũng còn mới ha, này nó còn y như mới luôn ha. Đây, mấy cây này nó như cây mới. Bữa có nam nào đây mà mạnh miệng ghê trả cái này 500 ngàn của mình, chán ghê luôn, nhiều lúc là không muốn trả lời tin nhắn nữa luôn, thật sự luôn. Cây mẫu B đời đầu, cái này không còn sản xuất nữa nha, cái này thì ngưng sản xuất lâu rồi. Đó, nó nằm bãi được một cây rất là đẹp luôn. Bây giờ bãi nào mà anh có đi bãi mà anh bây giờ có hàng bãi nào mà được cây như vậy hiếm lắm. Bãi mà cái tình trạng bãi mà cạn như thế này thì cũng không có được cái cây mà mài lưỡi nữa, chứ đừng nói mà được mấy cây zin này ha. Rồi tiếp theo là hai cây ARS ha, một cây ARS 130 và một cây V7 VS7 ha. Thì cái dòng này thì nó cây này thì nó như mới rồi ha, cây này thì mình không khỏi bàn rồi đó, nó như trong hộp thôi đó, khỏi test luôn ha. Và cây VS7 cái này thì lưỡi cũng còn nguyên zin, nhưng mà có cái là nó hơi bị cũ ở cái phần nhôm này này đó, chứ thực ra là lưỡi anh em nhìn này cực kỳ mới luôn ha. Dòng này dòng cái lưỡi thép trắng mà cái lưỡi này còn nguyên zin nha anh, nhưng mà nó cái ác cái là cái tay này nó ngắn ha, những anh em nào mà tay nhỏ thì mới sử dụng được, còn anh em tay lớn cầm không đã đâu. Làm tay lớn cầm vẫn được nhưng mà cắt nó khó chịu lắm ha. Năm nào mà tay vừa vừa cầm mấy cái này trước. Rồi, cái này thì size 17, 18 gì đây? Size 18 ha. À, nó cũng bằng như mấy cây 11, 12 và một cây ARS 130 ha. Cũng bằng vậy thôi. Rồi, clip hôm kia thì có cây màu vàng, bây giờ có cây màu xanh này. Đó.
Mấy cái dòng này thì Nam mua về nó cắt rễ mai vàng rồi cũng sướng nữa. Clip hôm kia có cây màu vàng, clip này cây màu xanh, clip cây này thì nó đẹp hơn cây màu vàng tí, là nó không có bị rổ như cây màu vàng ha. Rất là đẹp, vẫn còn một cái bộ da zin luôn, nhưng mà cái form kéo nó như cây màu vàng bữa trước nha anh em. Được cái là lưỡi còn nguyên zin, cái mộc nó đóng cũng sâu, nó đẹp đấy này ha, những cái mộc đóng dễ thương ghê. Đó, 1 2 3 để mình test cái lưỡi luôn ha. Mấy cây này anh em làm cực kỳ đã anh em ơi, nó nặng tay lắm, nó nhỏ nhưng mà nó nặng đầm tay, nó như cây mấy cây chữ ai vậy đó, nặng ghê. Rồi cái này cũng size 18 thôi, 18 17 gì đó, nó bằng 18 thôi. Rồi tiếp theo ha, hai cây tỉa đa năng, một cây Okasune và một cây T7 ha nè. Đây Made in Japan ha, à, T6 chứ, Made in Japan. Cây này cây T6 bằng bằng lưỡi dày, và một cây ARS còn nguyên zin nha. Cây này thì đầu đầu tu nó phải là loại đầu nhọn nha anh em, đó mọc này. Cây này hai cây còn nguyên zin hết ha, chưa có mài dũa gì, cực kỳ bén luôn. Một cây T6 và một cây ARS ha. Cái giấy này nó ẩm ẩm quá. Rồi một cây T6, cây này thì cũng lưỡi cũng còn nguyên zin luôn nha. Cái này mua về chỉ xài thôi, không cần phải mài nhiều. Mấy cái này nó rẻ tiền nhưng mà anh em xài nó cắt nó rất là sướng anh em nha, cắt sướng lắm, anh em tỉa rồi cắt đã lắm. Rồi tiếp theo là một cây tỉa chi dâm, cái này thì đặc biệt cái là nó còn nguyên zin đó, nên những cái lưỡi mình chưa có mài dũa gì ha, họ mà còn cắt rất là ngọt luôn. Đây cái chỗ cái đoạn trắng trắng này là mình mài ra, mình đánh ra này, mình đánh cho sáng ra để mình coi thử cái mộc nó như thế nào ha. Đó mình tưởng cây này không có mộc nha, nhưng mà cũng có mộc. Thì nói chung á, cây có mộc hay không có mộc thì anh em cắt thì nó vẫn bình thường thôi, nhưng mà có quan trọng á là cái hình thức á. Những anh em nào mà quan trọng về hình thức á, thì những cái cây mà nó còn còn màu đen còn đẹp á, thì anh em khoái ha. Còn mấy cái cây như vậy á, thì mình mua nó vừa rẻ tiền nhưng mà mình về mình để mình sử dụng cho cái mục đích mình sử dụng á, mình cắt á, thì mình không cần phải đẹp. Thì anh em không quan trọng mấy cái đó, thì những cái cây này thì anh em có sẽ có một cái giá nó mềm hơn, nó rẻ hơn đó. Cho nên là mấy cái này là mình nói trước cho anh em luôn, là ví dụ như những cái này mình bán thì tầm 250 một cây ha. Đó nhưng mà nó vẫn cắt, về anh em vệ sinh kiểu anh em sao cũng được, không thiết. Có những anh em mà về làm xiên á, mình đánh ra mình lấy nhám mình đánh ra nó hầu như tưởng đâu cái kéo thép trắng luôn anh em đó. Nhiều anh em mà không không chưa sử dụng cái kéo Nhật bao giờ á thì anh em quý lắm. Còn mà những anh em nào mà xài rồi nhiều rồi quá rồi anh em nhàm chán thì anh em không có trân quý nó, chứ còn mà những anh em không chưa sử dụng được á, chưa chưa sở hữu được một cái kéo nào. Hồi xưa mà những cây mà đẹp đẹp mà tầm như này là 400-500 ngàn nha anh em, chứ không có rẻ đâu. Đó bây giờ anh em bây giờ mình lấy cái cây này cho anh em này, cái này cái cây cắm vuông kia này, giống cái này này đó. Đây giờ anh thấy cái cây này, này là mình chưa có vệ sinh gì hết nha. Đây anh em nhìn này còn dơ lắm đó, thấy không, còn dơ lắm, chốt bằng đồng ha. Đó mộc này anh em nhìn thấy cái mộc không, nếu như mà anh em nào mà không để ý là sẽ không thấy. Thì ví dụ như cây này có mộc hay không mộc đi chăng nữa thì mình vẫn bán cho anh em có 150 thôi ha. Đó này em biết cắt được không này, đó chưa, cắt vẫn ngọt bình thường này anh em thấy không. Đây là mình chưa vệ sinh nha, đó chưa có vệ sinh gì hết anh em. Ở cái này là mình mới lấy trong cái vỏ ra nè, nó còn dơ lắm đó. Như cây này mình bán cho anh em 100 ngàn này ha, anh em về tự vệ sinh đó. Còn mình mà vệ sinh ra xong xuôi rồi mình sẽ bán 150 200
Đó, không, tại vì nó còn nguyên zin, nó còn rất là đẹp luôn. Cho nên là cũng tùy vào cây nữa. Cây này thì 250 ha. Còn mà những cái dòng như vậy mà nó bị những dòng như vậy này, nó bị mẻ lưỡi rồi, nhiều khi mình bán cho anh em 50.000 đúng không? Có nhiều lúc mình có tặng nữa, mấy cái đó nó mẻ mũi, nó gãy miệng đó, anh em về anh em tự xử lý, vì giá nó tùy giá, tùy cái hiện trạng. Rồi một cây bướm thép trắng ha, cây này là cây bướm tỉa thép trắng. Cây này được cái độc đó là cái mọc nó đóng mọc rất là nhiều luôn, nhiều mọc luôn. Nhưng mà cây này là nó là cây size nhỏ nha nè, nó không phải size lớn. Này tầm mười mấy 15 năm rồi nè, nó nhỏ lắm. Cái này thì để cho anh em mua về tỉa mấy cái mini rồi á. Với lại anh em mà có cái bọc da ha, trùm vô mấy cái này để là chơi nó vừa kháng dỉ mà anh em tỉa mini nó nhìn nó cũng hay nữa ha, nó đẹp. Nhìn mấy cái mộc thủ công nó đóng mà nó đóng rất là đẹp luôn. Rồi để mình test luôn cắt giấy ha. Mấy cái này thì lưỡi rồi cắt ok hết bình thường. Anh em xài anh em cầm anh em tỉa mấy cái bonsai mini á, xong anh em bỏ lên cái bàn nó cũng đẹp nữa. Tại vì cái mấy cái cây thép trắng này là nhìn nó sang thôi. Một cây bướm mini và một cây tỉa ARS ha, thép trắng. Tỉa mini ARS thép trắng ha. 330H. Như mới luôn nha nè. Không ai lấy chắc đem về xài quá. Lâu lắm rồi. Cây đó. Rồi, tiếp theo nữa ha là một cây cắt kẽm ha. Cây cắt kẽm. Cây cắt kẽm này, kim cắt rễ này, rồi cắt cành này nha. Đó, size là 13 năm. Anh em có thể bấm cành được luôn. Ví dụ những cái cành nào mà nó quấn kẽm nó dính đó. Nó dính cái kẽm trong đó rồi nó quấn nó đó rồi nó khô nó chết đó. Anh em làm biến tháo cái kẽm ra quá, anh em để vô anh em bấm luôn cái cành ha, bình thường. Tại vì cái này mình bấm giấy được mà, cắt giấy được mà. Bữa hôm kia có một cái cây màu đỏ mình bán cho anh em đó, mình test cho anh em cắt giấy đó ha. Đó, rất là sướng nè, nên nhìn thấy cái zin này cắt ngay tạch tạch luôn ha. Đó, thấy không, lưỡi zin đó là anh em cắt nó chính xác. Cắt giấy được thì anh em biết rồi, vừa cắt rễ được, vừa cắt cành được, cắt kẽm được, ok hết. Rồi tiếp theo là một cây bấm rễ ha, một cây bấm rễ, cây cạp tròn rễ bấm rễ nha anh. Cái này thì size nó là một size trung, nó size 21 ha. Cái này thì mình làm dọn lưỡi cho anh em rồi đây ha, lưỡi dọn ok rồi đó. Hali mình có mài bên này khúc vô để nó lấy cái đàn hồi này, mài vô khúc để lấy cái đàn hồi nó nghiến ha. Còn cái này thì nói chung là rất là bén, về nên chỉ việc xài thôi. Đó, mình dọn hết rồi này ha, anh thấy bấm tạch 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 luôn ha. Đó. Rồi cây này bán cho anh em 400 ha, 400. Tại cái đó là mình chỉnh cái hali rồi, cái hali mình có mài vô một khúc rồi ha, nó mất zin rồi, không còn zin nữa. Rồi tiếp theo là hai cây cạp xéo ha. Rồi hiện nay hết cạp xéo rồi anh em, cạp xéo bây giờ cạp xéo xe trung anh em, giờ anh em có mua mua 700-800 ngàn một cây mình cũng không có bán nữa, hết mất tiêu rồi đó. Khi thì một đống luôn, ai hỏi khi thì hết rồi thì hỏi. Này size 19 năm ha, gần 20, cây cạp xéo cổ hẹp nha. Cây này là cạp cổ hẹp, cây này là size trung à. Và cây này là size mini này, size mini này, size 17 này ha. Đó. Còn nguyên zin, hai cây đều nguyên zin hết nha. Bây giờ anh em đi cái bãi này không còn cái gì nữa hết rồi, bây giờ mình còn mấy cái đó mà anh em không lấy nữa thì cũng không biết mua ở đâu luôn ha. Cái này hồi nãy có khách nhắn tin hỏi rồi mà thôi đem bán luôn, tại vì không thấy khách trả lời gì hết, cũng trả lời cho khách rồi mà không thấy khách trả lời lại nữa ha. Cái này size 26
rồi cây cạp của hẹp xe đại ha, cây zin đó. Nếu như mà chút nữa khách có hỏi thì bán, còn không thì thôi, tại vì cây này khách hỏi rồi mà khách này cũng khách quen chốt rồi. Còn không em lấy mà báo giá xong thì không thể trả lời luôn. Tiếp theo là một cây cạp tròn hàng lưu kho nha anh em. Cây này là cây mỏ trề, anh em nhớ mình có một cái cây này ha, mình có một cái cây này mà mình tháo cái vỏ mà mình nói là một còn một cây có hộp và một cây không hộp á. Cây không hộp mình sẽ bán cho anh em là 1 triệu 1 triệu mốt 50, và cây có hộp mình sẽ bán cho anh em là 1 triệu 2 40 ha. Đó, không ai mua đem về xài luôn rồi, ghét rồi. Rồi nay còn cây có hộp ha, đây thông tin ở trên này đầy đủ ha, đây xài đồ luôn, có xài có đồ đầy đủ luôn ha, hãng luôn. Cái hãng này thì anh em dễ lắm, anh em check lấy cái camera Google anh em check vô cái nó ra hãng đi ha, size 210 này nè đó, cần gì đâu anh em hỏi hãng làm gì, lấy cái camera Google anh em check vô loại hãng ra liền, nhưng mà nó không còn sản xuất nữa ha. Đó đó, mình còn một cây một, và còn cây này, cây này nếu mà chiều này anh em nào không lấy nữa là xung vào con quỷ đi làm để làm cây luôn ha, tại vì cái cây mỏ trề này là hiếm lắm. Cái cây mỏ tròn này á, đấy, cặp tròn mà mỏ ngắn này á, thì anh em nó thông dụng hơn, còn cái mỏ nó trề ra, nó trề ra nó đưa ra cả khúc này, cái này tạo thẹo lõm rất là đẹp luôn. Hồi xưa mình cũng có cây hàng bãi nhưng mà mình có những cái zin zin nó đẹp lắm, mình bán hết trơn à, mà hồi đó đang còn rẻ nha anh em, hồi đó là 1,2 triệu một cây, 1,2 triệu cây. Bây giờ hả, có một cây hàng bãi zin đạt cái hét chịu không nổi luôn, hơn cây mới luôn. Rồi tiếp theo là hai cây trung, à hai cây mini ha, hai cây mini, một cây cặp tròn mini và một cây cặp tròn lưu kho. Cây này thì hàng bãi nha, cây 18 này, hàng bãi còn nguyên zin hai ly hở, anh em thấy không đó, lưỡi là chưa mài nha. Còn cây này thì nguyên zin rồi, không nói rồi ha, cái này thì lưỡi liếc rồi là như mới rồi, cũng sang 17 luôn anh em. Rồi tiếp theo là cây quấn kẽm ha, cây quấn kẽm tháo kẽm trên mắt, cũng không hiểu lý do tại sao mà cây này nó đẹp vậy mà không anh em nào rước luôn. Chiều nay mà không rước là mình sưu tập vô một cái bộ đồ nghề của mình liền để mình làm cây, để có thời gian nghỉ buôn bán cái này là mình sẽ làm cây, và có lẽ chắc cũng phải đăng clip cho anh em để anh em giao lưu cây ha, cho vui, tại vì mình cũng bán mong kiếm được lon sữa, bình sữa, hộp sữa qua ngày thôi, chứ cũng không có giàu sang gì ba cái đồ hết trơn, ba cái cây giao lưu kiếm đồng tiền mua gạo mua mắm mua muối này mà sống qua ngày thôi, chứ cũng không mong gì giàu sang. Rồi cây này size 11 ha, hai cây này giống nhau luôn ha. Một cặp dao gác nha nè, một cặp dao gác, hai cây còn nguyên zin nha. Rồi hai cục đá, hai cục đá mài, hai cục đá mài thì một cục là một mặt và một cục hai mặt nha. Cuối cùng là một cây dũa này, cây này thì còn chưa sử dụng nha nè, này hàng chưa sử dụng, nó cũng hơi cũ nhưng mà không phải là người ta đã sử dụng rồi nha, này thấy này, nó còn nguyên zin đó, như mới vậy đó ha. Nhưng mà nó là cây mini nha đây, nó là cây mini đây, size nó 15 thôi, anh em mua về anh em xài cho những cái ca dao kéo rồi, hoặc là những cái cặp xéo rồi, mini nhỏ nhỏ ha, thì em xài cho nó. Thì cái dòng này là để anh em liếc bén nha, liếc cho bén chứ không phải là để dũa nha anh em. Anh em mà mấy cái cây cà cạp nó bị mẻ rồi anh em đưa vô anh em chà là rồi xong luôn, quăng luôn cái dũa, anh em chỉ liếc cho nó bén để anh em sử dụng thôi. Nói chung hàng này thì cây nào mình cũng thích hết trơn, mình cũng làm cây mình biết mình yêu thích nó, nhưng mà mình xài thì nó uổng quá thiệt, không dám xài luôn anh em, bán cho anh em thôi chứ mình cũng không dám xài
Thôi, bye bye anh em ha. Anh nào cần những món nào thì Zalo giúp mình nha. Zalo rồi mình sẽ gửi hình ảnh báo giá cụ thể cho anh em luôn ha. Rồi, cảm ơn anh em theo dõi clip nha.